Hello, à, xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dẫn Thì hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2022 Thì hôm nay mình à, à, cập nhật giá xài các quà lọc và xài các chu cho các bạn được nắm nha Thì à... <laughs> hiện tại thì mình chỉ cập nhật giá các chu và các bò lọc thôi các bạn còn đài loan thì giá cũng vậy thôi không có gì thay đổi nên mình cũng không có cập nhật giá ở đài loan thì cụ thể là giá xài các bò lọc thu mua tại vườn à, mua là lấy từ 330g đổ lên nha các bạn sâu xì bỏ à, và giá dao động từ là 17 tới 24.000 xô. Đó. Thì tùy theo xài xấu uh, uh, số đẹp mà giá nó dao uh, động từ 17 tới 24.000. Còn uh, về vấn đề mà nếu mà nhà vườn nào mà giá uh, xài mà uh, trái lớn á. Xài mà trái lớn từ 400 mức đổ lên thì giá nó sẽ uh, cao hơn nha thì em trường ở dầm cống mình post số điện thoại lên màn hình nha các bạn là thu mua xoài nha thì an giang đồng tháp hoặc là những tỉnh lân cận như vĩnh long nè các bạn vĩnh long an giang đồng tháp thì anh em nhà vườn nào mà có xài muốn bán xài cắt vào lọc thì cứ alo trực tiếp em trường còn về xài các chu thì mình nghe mình nghe phong phanh giá xài các chu cũng lên nữa các bạn thì xài các chu ở đây bà con nhà vườn bán là 15.000 xô lùa đó nghe nói xài vàng thì nó có giá hơn nữa vàng thì giá nó cao hơn nữa đó các bạn thì đó là giá xài các quà lọc và các chu mình cập nhật hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2022 thì anh em nào quan tâm thì quan tâm muốn bán xài các quà lọc á thì cứ alo trực tiếp em trường thì bên cạnh cập nhật giá xài thì ở chỗ mình vẫn còn bán túi bỏ xài các loại nha các bạn mình giao hàng toàn quốc đó bao xài trắng trắng vàng các các chu bao trắng các hòa lộc, rồi bao bao vàng, bao trắng Đài Loan. Nói chung là các loại xoài đó các bạn. Thì có bao vô, bao Phú Sĩ, bao bội thu. Đó. Ngoài ra thì cũng có bán thuốc kích bông xoài á âu thì năm rồi mình cũng có bán đó các bạn thì cũng giao hàng toàn quốc nha thì anh em nào cần thì cứ alo trực tiếp mình thì hàng bán đi giá bằng giá đại lý các bạn ơi đó giá bằng giá bán tại đại lý vật tư nông nghiệp có hóa đơn xuất ra đàng hoàng thì video mình hôm nay đến đây kết thúc các bạn những bạn nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mà mình ra video mới thì các bạn có thể tiện theo dõi nha. Các bạn nhớ cho mình một like một chia sẻ nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.